hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Hiện tại tôi đang ở trong cái khu nghĩa trang Triều Châu nha các bạn. Đây là cái nghĩa trang của người Hoa các bạn ơi. Nó thuộc địa phận là xã Tân Long Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương các bạn. Và ngày hôm nay là ngày tiết Thanh Minh nha các bạn. Tiết Thanh Minh là cái ngày mà những người Hoa họ đi tảo mộ, phần mộ của dòng họ tổ tiên họ các bạn ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cái phong tục của người Hoa. Họ thường đi tảo mộ rồi là các cái nghi thức trong cái ngày Tết Thanh Minh này các bạn. Chúng ta sẽ xem là cái họ trang trí những ở đây, họ trang trí những cái mã như thế này, họ làm sạch đi và rất là đặc biệt các bạn ơi. Đây là cái phong tục của người Triều Châu các bạn, và cả người Hoa và người Việt mình cũng đã ảnh hưởng cái phong tục này rồi. Có thể nói là cái phong tục Tết Thanh Minh này á, nó có xuất phát từ Trung Hoa cổ đại nha các bạn, và nó du nhập vào Việt Nam từ cái thời Lý các bạn. Thì cái xuất phát của cái Tết Thanh Minh này là vào cái đời thời một thời cổ đại của Trung Quốc, đó là ông thời Tấn các bạn. Cái này nó có cái giai thoại các bạn ơi, tức là đời Xuân Thu đó, thì vua Tấn Văn Công đang gặp nạn rất là khó khăn, phải đi lưu vong các bạn. Thì ông được một cái hiền sĩ có cái tên là Giới Tử Thôi các bạn giúp đỡ rất là nhiều để vượt qua hoạn nạn. Thì cái lúc mà sau khi mà cái ông vua Tấn Văn Công này ổng dẹp được loạn lại và ổng giành lại được cái triều đình của mình á, thì thì ông muốn đền ơn cho cái người đã giúp đỡ mình. Nó có một cái sự kiện, đó là cái lúc mà đói quá đó, thì ông Giới Tử Thôi này đã cắt thịt đùi của mình để nấu cho vua ăn các bạn. Thì lúc mà triều đình được khôi phục trở lại á, thì cái ông vua này ông lại quên ơn đi, muốn trả ơn cho rất nhiều người, nhưng mà lại quên đi cái ơn của ông Giới Tử Thôi này đi. Cho nên là ông Tử Thôi này ông cũng rất cũng không có buồn lắm, nhưng mà ông đã vào ở trong ẩn ở trong cái rừng. Và lúc mà vua nhớ ra thì để mà trả ơn thì ông Giới Tử Thôi này ông cũng đã từ chối, và ông quyết định ông vào rừng ông ở các bạn, và mời kiểu gì cũng không ra các bạn, không ra được. Và ông vua ông bèn nghĩ một cái cách là ông đốt cái rừng các bạn ơi, đốt rừng để cho cái ông Giới Tử Thôi này đi ra. Thì đi ra và nhưng mà không may là chốt chết đi cái ông Giới Tử Thôi này các bạn, chết cháy đi. Thì sau này là để ghi công ơn của ông Giới Tử Thôi này, thì người ta đã lấy cái ngày này là ngày Tết Thanh Minh, cũng giống như đi tảo mộ phần mộ của tổ tiên các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn là những cái phong tục ở đây. Thì rất nhiều người họ làm, người Việt của mình làm mùa mã cho người Hoa các bạn. C-
cái đây mấy chục năm mà người ta không để cái không trồng bông đây. Đây nằm một cái không có để nằm. Mấy cái đây khu vực năm bảy mấy không. Kia ông già già ông đấy ở đây ông ở đây mà trong đây mà. Ông có nhà bự cho bá dưới kia kìa. Sụ. Đó, ở đây nhìn thấy hàng rộng bự trên mặt của ông. Cái gì vậy? Cái con cái nó mới cúng như kia nó làm có giống ngày hết này có con thứ mà con này con cái đó này gắn bông này quá kia hả à thấy thấy rồi. Ở đây là rất nhiều người Việt của chúng ta là đang làm thuê để mà tức là cái bảo quản cái những ngôi mộ này cho những người Hoa này các bạn. Thường thường là cái người Hoa này họ nhiều vùng lắm. Ở Chợ Lớn cũng có các bạn, ở Biên Hòa cũng có nhiều vùng lắm. Và cái mộ này ở từ xa đến các bạn ơi. Cái mộ này cái khu nghĩa trang này gọi là hồi xưa cái nó có tên là khu mộ Triều An các bạn. Chắc là mình nghĩ là của người Triều Châu các bạn. Trong cái khu nghĩa trang này thì người ta có cả dịch vụ, có công ty dịch làm chuyên dịch vụ mà để mà chăm sóc phần mộ các bạn ơi. Phần mộ cho những người đã khuất. Đây là khu chuyên, khu này là của người Hoa không các bạn. Tất cả đều là mộ của người Hoa. Ở đây là có một cái hộ, một cái gia đình người Hoa ở xa các bạn ơi. Đến là để mà chăm sóc phần mộ của người tổ tiên của họ các bạn. Ở đây người ta đang làm thủ tục các bạn, đem đến heo quay, gà vịt để cúng tổ tiên các bạn ơi, có trái cây các bạn. Ở đây là có cái anh đang nắm sẻn đó các bạn, là người của công ty dịch vụ các bạn ơi, đang làm lại cho gọn cái mã của cái hộ gia đình này các bạn. Cái khu này rất là rộng nha các bạn. Rộng lắm. Ở đây có giá chăm sóc cái dịch vụ về mùa mã, ở đây là có niêm yết giá các bạn ơi. Mình cũng xin nhắc lại là cái địa điểm của cái nghĩa trang này là nó nằm ở là ngã tư Bình Thung các bạn, ngay chỗ ngã tư Bình Thung, phường Tân Long Hiệp, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Các bạn vào trong đó hỏi thăm là cái đài hỏa táng và cái khu của nghĩa trang người Hoa đó, là cái khu nghĩa trang Triều Châu hay là Triều An đó, thì người ta sẽ chỉ cho các bạn.
tôi ta mọi là người ta đặt một heo quay, vịt quay và bánh bao chay các bạn, xin mời. Hôm nay tiết thanh minh cho nên các bạn cũng thấy thời tiết nó đã mù, trời mù các bạn ơi. Sáng này có ở đây ở Sài Gòn cũng như là ở Dĩ An này cũng có mưa một ít các bạn. Không ít đường toàn hơi nước các bạn ơi. Chi phí để mà có một cái chỗ ở trong nghĩa trang này là không hề rẻ các bạn. Một cái mã như thế này được khi mình được làm các thứ là nghe mình nghe cái anh bạn mình nói là để vận hành là hơn cả tỷ bạc đó các bạn ơi, không phải rẻ đâu các bạn. Người Hoa thì họ chăm chút mùa mã rất là kỹ lưỡng các bạn. Hôm nay cũng như là ngày mà tìm về tổ tiên các bạn. Người Hoa thì họ rất là quan trọng cái vấn đề đó. Ở trong này có những cái mộ mà họ mua từ trước các bạn, họ mua từ trước. Bởi đây là một chi phí để mà mua một cái mộ như này và để mà vận hành nó cũng như là để mà bảo dưỡng nó cái lô đất đó. Là theo mình biết thì cái giá các bạn không dưới 1 tỷ rồi các bạn. Và có một điều nữa là có những cái mộ mà chưa có người chết các bạn. Người tức là họ mua từ trước để họ đặt chỗ cho họ. Thì cái giá của nó là trên dưới 1 tỷ. Rất là đặc biệt các bạn ơi. Thì nói chung mình cũng đã có thời gian sống ở đây rồi, mình thấy mình biết là cái khu này là cái khu của người Hoa đó, nhưng mà mình không có biết là cái tục này nó lại trở thành một giống như là một ngày lễ luôn á, nghi lễ của người Hoa luôn các bạn thấy không, rất là đông vui nha. Rất là đông nha các bạn. Đây là cái đường đi ra các bạn, cái đường này đi ra là ra ngay chỗ là cái cổng vào của cái đài hỏa táng Dĩ An và cũng là cái nghĩa trang Triều An các bạn. Thì khi mà đi ra khỏi cái cổng này là chúng ta sẽ gặp đường quốc lộ 1K và đi khoảng 100m là chúng ta sẽ gặp là ngã tư Bình Thung các bạn. Đây, ở đây rất là nhiều, khu này rất là rộng. Ở đây những xe hơi rất là nhiều các bạn, đa số là họ có cái hội là có gia đình ở từ xa các bạn, ở trên chợ lớn á, là bên Biên Hòa các bạn.
đến đây và họ chôn người thân ở đây các bạn ơi. Hoa rất đẹp các bạn. Ngày rất đặc biệt các bạn, mình mới sáng là bị mưa rồi, mưa nhỏ thôi, và mình lại vô tình là gặp cái tuyết thanh minh này, và mình đi vào đây để xem có gì lạ các bạn, nhưng mà rất là nhiều rất là lạ các bạn, với mình á rất là lạ. Cái phần mà cái mà người ta cúng chủ yếu là bánh bao heo quay các bạn, bánh bao heo quay rồi là hoa quả. Bánh bao chay rồi hoa quả trái cây. À, thôi mình nghĩ là cái video cũng khá là dài rồi. Bây giờ mình xin tạm biệt các bạn ở đây nha. Đây là một phong tục rất là hay của người Hoa, và người Việt của chúng ta thì cũng đã có cũng đã có, tức là nó có sự thay đổi, nhưng mà chủ yếu là bây giờ hôm nay những người Việt chúng ta thì có thể đi tảo mộ, phần mộ của ông bà, của tổ tiên, rồi là thắp hoa hương, dọn dẹp cho nó sạch sẽ các bạn. Nhưng ở đó chỉ có một số gia đình, một ít gia đình thôi. Còn cái phong tục người Hoa là đây là một ngày Tết thật sự của người Hoa, của những người đã chết các bạn. Thì đó cũng là một cái điều mình chia sẻ các bạn ngày hôm nay thôi. Nay là một Tết thanh minh. Thì cuối cùng thì mình xin tạm biệt các bạn nha. Xin tạm biệt các bạn. Hẹn lại các bạn ở video sau nha.